Anh chàng này đang làm món ăn, mỗi nhát dao cắt xuống thì đến cả bà bán hủ tiếu gõ cũng phải chào thua, vì so với tờ giấy thì đồ ăn còn muốn mỏng hơn. Những món ăn qua tay anh đều biến thành mỹ vị nhân gian, khiến khách hàng không dám động đũa vì chúng quá đẹp mắt. Ai cũng phải trầm trồ với tài năng của anh. Ngoài nấu ăn ra, anh còn có thể gấp hoa bằng giấy bạc. Cửa hàng làm ăn ngày một phát đạt, cũng chỉ vì đao pháp của anh mà khiến chị em hâm mộ chen nhau ngắm nhìn. Nhưng sự thật rằng anh là một sát thủ, chứ không phải là một đầu bếp chính hiệu. Nghe có vẻ tôi đang lừa bạn, nhưng không, chuyện xảy ra từ vài ngày trước cơ. Dưới cơn mưa tầm tã là cảnh giết người nhét cốp xe không mấy đẫm máu cho lắm. Đây là Hyung Guk, một sát thủ chuyên nghiệp làm việc không bao giờ để lại dấu vết. Vừa xong nhiệm vụ, anh liền tìm tới nhà tắm công cộng để xóa dấu vết. Nhưng không ngờ, làm sát thủ bao nhiêu năm nay lại thảm bại dưới một cục xà bông. Anh trượt chân lộn 69 vòng đắp đất, chiếc chìa khóa tủ của anh rơi trúng chân Jae Sung. Còn mình thì cắm đầu xuống đất bất con mẹ nó tỉnh. Khi tỉnh lại thì anh đã mất hết ký ức cũ, hoàn toàn không nhớ mình là ai. Nhưng đáng sợ nhất bây giờ vẫn là không có tiền, anh không hề có một đồng nào để trả viện phí. May mắn thay, lúc này Gina, cô gái đã đưa Hyung Guk vào bệnh viện, vì thấy anh quá đáng thương, lại còn mất trí nhớ nên đã trả tiền viện phí cho anh và còn chở anh về nhà. Hai người sau đó đi về nhà theo địa chỉ trên giấy tờ. Trên đường, Gina hỏi anh bao nhiêu tuổi. Bố nhớ thế méo nào được, bèn lấy giấy tờ ra xem. Thật không thể tin được, với gương mặt này sinh năm 84, tức 32 tuổi bằng với cô. Sau khi về đến nhà, anh ngạc nhiên vô cùng, trong nhà toàn là rác, vô cùng bừa bãi. Nhưng với trí nhớ ăn sâu trong tiềm thức của mình, anh là người rất ưa gọn gàng sạch sẽ, sao có thể để nhà như chuồng heo thế này. Anh dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, tuy ký ức bị mất đi nhưng thói quen vẫn luôn không đổi. Anh còn tự ghi lại thông tin của chính mình, nhưng lại chả nhớ thêm được gì cả. Xong lại đi xung quanh chung cư để hỏi thăm, nhưng không may đụng phải một tên xã hội đen. Thấy anh khờ khạo, hắn liền động tay động chân. Ai ngờ trong phút chốc từ đâu, bản năng sát thủ trong anh bộc lộ ra, khiến tên này nằm đo ván chỉ với vài đường múa nhẹ. Anh bất ngờ khi thấy mình biết đánh nhau, còn nói với Gina rằng mình rất giỏi dùng dao. Nghe vậy, cô đưa anh qua cửa hàng nhà mình và xin mẹ cho anh một chân phụ bếp. Khi Hyung Guk phát hiện ra tài năng dùng dao của mình không đi giết người thì làm bếp vẫn còn ngon chán. Từ việc cắt thái kim bắp, rau củ chuẩn từng cm ra thì trình độ cắt tỉa của anh cũng ở mức đầu bếp Ba Sao Mi Chelin chứ chẳng đùa. Tới cả tờ giấy bạc cũng bị anh biến hóa thành bông hoa. Món ăn của anh làm hấp dẫn đến nỗi khách hàng cũng không nỡ dùng đũa gắp ăn. Quả này quán ăn gặp được quý nhân nên việc buôn bán trở nên rất thuận lợi. Khách đến phải bu ngoài cửa xem đá bao bằng dao. Tina hỏi tại sao anh lại dùng dao tốt như vậy. Anh bảo cũng không biết tại sao, nhưng mỗi khi cầm dao lên, tay liền muốn như có ai dẫn lối. Hết ngày anh về nhà và vô tình thấy dòng ghi chú trên tấm lịch ghi giờ tới phim trường. Hóa ra trước đây anh là một diễn viên, chưa phui được bao lâu thì đến nơi mới biết mình là tên diễn viên quèn. Anh làm cái gì cũng bị đổi vai, diễn tội phạm thì chịu không nổi, diễn vai cực hình thì làm bạn diễn đau đến chết đi sống lại. Nhờ tài diễn xuất thiên phú mà anh được tay đạo diễn đuổi đi nhanh chóng. Nhưng anh vô cùng kiên cường, không biết diễn thì mình khổ luyện. Anh ra sức học tập, thế nào là biểu cảm diễn, cái gì gọi là kịch tính, cười ra sao cho đúng cách. Rất nhanh cơ hội cũng đã đến, đạo diễn sắp xếp anh đóng vai hành động. Tuy chỉ là vai diễn nhỏ bên cạnh nam chính, nhưng vì tố chất sát thủ đã làm đạo diễn phải trầm trồ. Diễn cảnh đầu rơi máu chảy, anh như một tên đại ca xã hội đen thực thụ, tưởng chừng sẽ bị đuổi lần nữa, nhưng không ngờ bộ phim lại trở nên nổi tiếng vô cùng. Nhờ tài diễn xuất khuôn ngầu và tài nấu ăn siêu đỉnh, giờ đây đi tới đâu cũng có fan hâm mộ vây quanh. Nhanh chóng từ vai quần chúng, anh tiến lên thẳng vai nam thứ. Độ hot của anh giờ đây chắc chỉ thua diễn viên lộ clip ấy. Nhưng chính trong lúc mọi thứ đang êm đềm thì sóng gió tới. Trong đêm mưa, anh đang ngồi trong xe thì vô tình tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Xung quanh khung cảnh quá khứ chợt ùa về. Chính giờ phút này đêm hôm đó anh đã giết người đàn ông đầu phim. Cũng cảnh mưa rơi, cũng bài nhạc này đã gợi nhớ lại anh là ai. Anh chính là một sát thủ, không phải một tay đầu bếp hay diễn viên nào đó. Khi Hyung Guk liền chạy thẳng về nhà, hóa ra có kẻ trong lúc mình mất trí nhớ đã dùng thân phận của anh, hưởng thụ cuộc sống của anh. Kẻ đó chính là Jae Sung. Sau khi nhặt được chiếc khóa tủ của Hyung Guk, đang tính trả lại thì đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng lớn. Giới thiệu với anh chàng Jae Sung này, hắn là một tên vô dụng, chỉ ăn rồi chờ chết, tiền phòng cũng không thể trả nổi, vô cùng tệ nạn. Hôm đó vốn muốn kết thúc cuộc đời mình, mà nghĩ tới nghĩ lui rằng nên ra đi trong lúc sạch sẽ nhất. Vẫn xui rủi thế nào gặp phải ông chú sát thủ, nhìn qua nhìn lại tay này đúng là một gã lắm tiền. Nhưng tại sao lại tới chỗ nghèo khổ này chứ? Anh cũng không ngờ chiếc chìa khóa của ông chú nhà giàu ban nãy lại rơi vào tay mình. Thay vì trả lại thì mình nên làm điều đi chứ, để được hưởng thụ cuộc sống giàu có. Anh liền đổi chìa khóa của mình với ông chú kia. Cuộc sống của anh bây giờ như một người đàn ông thành đạt. Ở Việt Nam chúng tôi thì anh bị coi là tay đa cấp rồi. Tiền trong túi rủng rỉnh, anh về nhà trả hẳn tiền thuê nhà một năm. Thừa cũng không cần trả lại, miễn sao đừng làm phiền tôi. Anh lấy con siêu xe đi tới từng nơi để trả hết những món nợ của mình.
nhưng lương tâm cắn rứt. Giai Sung quay lại bệnh viện để trả hết đồ cho ông chú kia. Ai ngờ, bây giờ ông chú này đã trở nên mất hết trí nhớ. Ông trời cũng muốn anh đổi đời rồi, không thể trách anh tham lam được. Anh liền lái con siêu xe về tới nhà của ông chú sát thủ. Đi vào tới nhà, ngạc nhiên vô cùng với khung cảnh giàu có khó tin của ông ta. Đúng là người giàu có khác, mỗi cái tủ quần áo cũng có thể to hơn cả căn phòng anh ta ở. Cuộc sống có tiền là thế này sao? Giai Sung vô tình mở TV lên thì thấy cảnh một cô gái xinh đẹp, ái chà chà hình như tí thì lộ ra vòng một siêu khủng. Vừa coi được lúc thì anh ngủ không hay, tới sáng tỉnh dậy vẫn thấy hình ảnh của cô ta. Lúc này anh nhận ra gã chủ nhà là một tên biến thái thích đi dình phụ nữ. Điều không ngờ lúc này là cô ta đang tính tự sát. Anh hốt hoảng la lên tính báo cảnh sát. Hóa ra cô chỉ giả vờ tìm cách tự sát liên tục. Tại sao cô lại làm như vậy? Người bình thường ai lại đi tìm đủ mọi cách tự sát sao cho đạt vậy được? Cơ mà có thực mới vực được đạo. Anh mở hộp bánh ra. Nhưng mà bánh đâu trong hộp chỉ toàn tiền. Đầu liền nhảy số. Anh dùng số tiền đó gọi toàn sơn hào hải vị mà trước giờ chưa từng được ăn qua. Đồ ăn ngon thì phải có rượu xịn. Quái nào vô tình vớ phải chai rượu mở cửa mật thất trong nhà. Một cánh cửa bí mật mở ra, bên trong giấu toàn vũ khí, hộ chiếu của đủ mọi nơi và còn có rất nhiều thông tin được dán trên tường. Nhìn thẻ ngành của ông chú và mấy cái camera trong phòng cô gái kia, anh ngờ ngợ nhận ra phải chăng ông ta là cảnh sát chìm đang muốn bảo vệ cô nàng hot girl này. Nhưng bây giờ ông ấy đang mất trí nằm viện, thì ai sẽ bảo vệ cô ấy? Nhìn khuôn mặt đầy ưu tú của cô, Giai Sung không thể kìm lòng được mà nhất định quyết tâm phải bảo vệ được nàng. Biết được phòng đối phương ở, anh luôn tạo ra các tình huống vô tình gặp mặt để từ từ mà thân thiết. Cứ thế hai người gần nhau hơn, lửa gần dơm lâu ngày cũng cháy. Cô và anh càng lúc càng mặn nồng bên nhau không rời. Bão tố cuối cùng cũng đã tới. Ngày nọ điện thoại của ông chú kia vang lên liên tục. Bên kia đầu dây luôn hối thúc anh phải xong việc và hứa sẽ thêm tiền. Còn hẹn anh ra để gặp mặt. Giai Sung run rẩy tới chỗ hẹn, nhưng không ngờ bọn chúng mới là người sợ anh. Chỉ mỗi một cái hất kính thôi cũng đã làm chúng sợ xanh mặt. Anh nhìn là cả bọn đều né ánh mắt của anh ngay. Nhưng có gì đó không đúng ở đây. Hóa ra ông chú này là một tên sát thủ chứ không phải cảnh sát. Vậy là hắn ta muốn đoạt mạng cô gái kia. Chỉ vì muốn tố cáo công ty làm ăn vi phạm nên đã bị bọn chúng giết người diệt khẩu. Tất cả dữ liệu quan trọng đều nằm trong chiếc USB này. Chính lúc Giai Sung muốn kể cho cô nghe về việc mình bị sát thủ theo dõi, thì ông chú sát thủ đã trở về. Giai Sung bị ông chú sát thủ đá cho một cú lộn cầu vòng. Anh ôm lấy chân ông ta và bảo cô mau chạy trốn đi. Cơ mà cô lại không hề sợ anh và còn thân quen như đã biết từ lâu. Nhưng hóa ra trước giờ ông chú sát thủ số 1 Hàn Quốc này chưa từng giết người. Mỗi lần nhận nhiệm vụ ám sát, anh đều đến đàm phán với nạn nhân, tạo hiện trường giả cho họ và đưa họ ra nước ngoài trốn. Mục tiêu lần này của anh là cô gái này, nhưng lại bị ngã tới mất trí con mẹ nó nhớ luôn. Đã vậy Giai Sung còn dùng thân phận của anh, tán tỉnh và yêu đương với cô ấy, khiến mấy tay muốn giết cô biết được, quyết định thuê những sát thủ khác để khử họ. Nhưng chúng không hề biết rằng những tên sát thủ mà chúng tìm đều chỉ là một người. Ông chú sát thủ quyết định lập kế hoạch. Cả ba bắt đầu công cuộc diễn xuất của mình, vạch lên kế hoạch vô cùng kỹ càng. Quan trọng nhất vẫn là chia tay Gina. Anh không muốn cô vì mình mà bị liên lụy tí nào cả. Ngày hẹn cũng đã đến, kịch hay chuẩn bị bắt đầu rồi. Giai Sung kéo cô gái ra, một dao thẳng bụng, còn đâm sâu vào trong. Sát thủ chuyên nghiệp đều tàn ác như thế này sao? Thấy cô gái còn sống, hắn lại gần đâm thêm một nhát và rồi một nhát nữa. Đang hù dọa bọn người kia thì ông chú sát thủ đến. Bọn chúng những tưởng đây là tên sát thủ mà họ đã thuê để giết hai người kia. Cả hai người bắt đầu lao vào đấm đá, nhưng chán rồi lại rút dao ra đọ. Họ phối hợp vô cùng ăn ý, theo diễn biến đã định thì họ sẽ cùng ngã xuống. Đúng hồi gây cấn thì Gina đến. Cô muốn tới tìm anh để hỏi cho rõ ràng lý do chia tay. Ông chú sát thủ giả ngu hỏi ai đã cử cô ta đến thì thôi rồi, dám gọi nóc nhà là cô ta. Anh quát em à, quát to thế á. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cứ như kế hoạch. Giai Sung lao tới đâm ông chú ngã xuống. Cô gái kia từ xa kích hoạt cho container rơi xuống đúng chỗ ba người. Cả nhà khó dung chuyển, khói bụi mù mịt. Ở trong này ông chú sát thủ đang phải bịt miệng không cho Gina la lên. Ông nội này đến kiểm tra thì thấy máu chảy lênh láng, suýt nữa thì cũng xón cả ra quần. Thế là cuối cùng vở diễn cũng thành công lừa được đám người này. Mọi người nhẹ nhõm vì về say sẽ không có ai đuổi giết họ nữa. Vở kịch đã thành công mỹ mãn. Ông chú sát thủ giải thích tất cả mọi chuyện với Gina, hứa rằng sau này mình sẽ rửa tay gác kiếm. Nhưng điều cô quan tâm là có thật anh 32 tuổi không? Ông chú thú thật rằng mình mới có 52 con trăng thôi, bằng tuổi chú của em thôi mà. Cô vô cùng hú hồn cái lòng còn nguyên, mình yêu Sugar Daddy thật à? Cuối cùng cô dẫn anh đến phim trường và thực hiện cảnh quay đang dở. Anh phải diễn cảnh rời đi nhưng anh lại không thể đi được. Tôi không muốn rời đi, tôi muốn ở lại bên em, muốn xóa sạch ký ức và trở thành người mà em vẫn biết. Tôi muốn được ở bên em sẽ chấp nhận tôi chứ? Đây thật ra không còn là thoại nữa mà là lời anh muốn nói với người mình yêu. Xin lỗi anh, chỉ là sát thủ tới đây đã kết thúc rồi. Nó giống như là một bộ phim kinh điển của Hàn Quốc. Vì sự cố ngoài ý muốn mà kẻ vô dụng lại đổi đời cho gã sát thủ lạnh lùng.
Nhưng cho dù bạn ở đáy xã hội mà có ý chí vượt lên thì cuộc sống vẫn sẽ có thể trở nên tươi đẹp hơn. Giống bậc hiền nhân Huấn Hoa Hòe đã từng nói, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn, thì thực đầu khắp, thực phân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu hay xin hãy bấm like và follow chúng mình nhé.